xin mến chào quý vị. Hôm nay, Duy mời quý vị tới với phố Báo Khánh thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là tuyến phố nằm ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi có nhiều nhà hàng ngon, điểm tập trung của nhiều khách sạn và các địa điểm giải trí của giới trẻ Hà Nội. Thưa quý vị, phố Báo Khánh dài 104m, nằm ngay cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, thuộc khu vực phố cổ Hà Nội. Phố Báo Khánh nối từ phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Trống. Dân thường gọi là phố Báo Khánh. Trong phố Báo Khánh, có ngõ Báo Khánh dài khoảng 120m. Trong ngõ này, tập trung nhiều khách sạn, cửa hàng bán lưu niệm, quán cà phê nổi tiếng. Ngõ Báo Khánh nối tiếp với ngõ Hàng Hành để đi ra phố Lương Văn Can. Báo Khánh là ghép tên giữa hai thôn Báo Thiên Tự và thôn Hữu Khánh Thụy. Trước khi quý vị tìm hiểu tiếp, hãy nhấn like để ủng hộ kênh, cũng như hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, phố Báo Khánh ngày nay nằm trên phần đất nguyên là đất thôn Báo Thiên Tự, một trong 30 phường thôn hợp thành Tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương của kinh thành Thăng Long xưa. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì thôn này là một phần của phường Báo Thiên, một phường đã có tên gọi từ thời Lý. Tại đây có chùa Báo Thiên được xây dựng từ năm 1057. Nay khu vực này là nhà thờ lớn Hà Nội. Tới giữa thế kỷ thứ 19, thôn Báo Thiên Tự đổi tên là thôn Báo Khánh thuộc Tổng Tiền Túc. Thời điểm đó, Tổng Tiền Túc cũng mang tên mới là Tổng Thuận Mỹ và chỉ còn có 22 phường thôn. Là do một số thôn đã hợp nhất lại, thôn Báo Khánh là do hai thôn Báo Thiên Tự và Hữu Khánh Thụy hợp lại mà thành. Tên Báo Thiên Tự cũng là tên một ngôi chùa có diện tích rất lớn từ thời Lý và tồn tại trong suốt 9 thế kỷ qua. Sau nhiều biến cố lịch sử, chùa bị phá hủy và thay bằng nhà thờ lớn ngày nay. Chỉ còn duy nhất dấu tích còn lại là chùa Bà Đá ở số 3 nhà thờ. Thời Pháp thuộc, phố Báo Khánh mang tên là Rue Potier. Ngõ Báo Khánh thực dân Pháp từng đặt tên là Voie 271. Điều đặc biệt, ngõ này dài và đông dân hơn cả khu phố chính Báo Khánh. Tên phố Báo Khánh được đặt chính thức từ ngày 10 tháng 8 năm 1945. Lâu nay, địa danh Báo Khánh bị nhiều người gọi nhầm là Bảo Khánh. Ngày nay, ở số nhà 40 ngõ Báo Khánh đoạn giao với ngõ Hàng Hành, còn một ngôi đình cổ gọi là đình Trúc Lâm. Đình đó không phải của làng Báo Khánh cũ, mà do dân làng Trúc Lâm lập ra để thờ các ông tổ nghề gia như Phạm Đức Chính, Phạm Sĩ Bân, Phạm Thuần Chính. Đình này do dân làng Chấm Trên, tức Văn Lâm lập ra. Làng Trúc Lâm, nay thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tên nôm là làng Chấm. Làng này có nghề thuộc da đóng giày dép. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19, một số thợ da làng đã tới đây định cư. Số lớn thì quê quần ở chỗ nay thuộc phố Hàng Giày và ngõ Hải Tượng, còn một số nữa ở khu vực Báo Khánh và Hàng Hành ngày nay.
Theo tục lệ, dân đâu thần thánh đấy. Họ lập miếu để thờ vong thành hoàng gốc của làng mình. Hiện nay trên phố Báo Khánh chỉ có dãy nhà bên số chẵn. Toàn bộ bên đối diện là một bức tường xây kín của khu dinh thự Phó Toàn Quyền Đông Dương. Dinh thự này nằm giáp với các phố Báo Khánh, phố Hàng Trống và một phần phố Lê Thái Tổ. Công trình này vốn là Ngân hàng Đông Dương, được xây dựng từ trước năm 1902 và khu nhà của giám đốc phụ trách các vấn đề dân sự. Năm 1904, hai khu vực nhà trên được cải tạo nâng cấp dùng làm dinh thự của Phó Toàn Quyền Đông Dương, nay là trụ sở của Tòa soạn báo Nhân dân. Đoạn giao giữa phố Báo Khánh và phố Lê Thái Tổ có điểm gửi xe ô tô, xe máy. Đi vào trong ngõ Báo Khánh là điểm tập trung của nhiều khách sạn và các địa điểm giải trí của giới trẻ Hà Nội. Ở cuối ngõ Báo Khánh giao với ngõ Hàng Hành có quán cà phê Nhân khá nổi tiếng ở Hà Nội xuất hiện trong câu Nhân nhĩ dĩ giảng. Đây là bộ tứ cà phê nổi tiếng một thời ở Hà Nội. Nếu quý vị đến với Hà Nội muốn uống cà phê thì có thể vào đây, hoặc muốn tìm khách sạn gần Hồ Gươm, gần khu vực phố cổ, có thể vào đây để đặt phòng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh, cũng như hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.